Team học viên đang kéo cáp nha các bạn. Mình lợi dụng cái cỏ này khỏi sợ sức dây quý vị. Quay cái lô cái cho nó xịn với anh ta. Các bạn thấy là ở công trường nhiều lúc nó thiếu thốn nhiều thứ cho nên phải độ nha các bạn. Đó, mình phải làm luôn lô và nè, nếu mình không ra thẳng về cáp nó bị gãy đúng không kỹ sư Ba Bơm? Nếu mà mình không làm vậy là cáp nó bị gãy đúng không kỹ sư? Dài quá mình không quay ra được anh. Mình xoay cái nó bị xoắn cáp đúng không? Xoắn cái mình quay đúng không? Chào khán giả. Đây. Xô. Cái đó. Hôm nay 8 người kéo cộng 2 chiếc xe máy theo các bạn. Ở đây các bạn sẽ thấy là có cỏ nó mềm, nó không có xước dây. Cố gắng để đi trên cỏ nghe Hoàng ơi. Cáp trên cỏ. Cho trên cỏ nha. Qua tính còn lại vô trong trạm nha. Nặng lắm rồi, kéo lên đi. Không nổi đâu, qua là nó thấy nó đoạn xa là nó nặng lắm. Đuối không? Đuối không em? Nặng đúng không em? Nặng hơn người đẹp 45 kg không? Vác chứ là. Từ từ đi, gần hết rồi. Nhích từ từ, nếu mà không ai được nhích từ từ tới. Còn nhưng mà nặng lắm, anh em chịu không nổi. Nó nặng quá, càng ngày cái trọng lượng nó càng nặng mà. Thì ân được thêm một xe nữa. Còn 2 cột nữa. Chắc phải để ngay chỗ này rồi bẻ đầu cáp đi, nó không nổi anh Lộc ơi, nặng lắm. Còn 2 cột nữa đúng không? 1 cột chứ đâu 2. Thêm một xe nữa đi. Còn cột nữa, cột đó nữa phải kéo tới dư tới tủ chắc để trong nhà quá. Ở Bến Tre các bạn ơi. Hôm nay giới thiệu các bạn nha. Hôm nay có anh Lộc có kênh các bạn ha. Các bạn có nhìn thấy anh này quen thuộc không các bạn? Nhìn thấy không? Mình chào tất cả các bạn ha. Mình Quỳnh Phước Lộc Bến Tre. Nay đủ duyên lành mình có gặp được anh Nguyễn Đức Tiến Liệt. Đó là kỹ sư kỹ thuật thi công cơ điện ở Sài Gòn xuống phụ hỗ trợ cho kéo đường dây cáp cho những vuông tôm ở huyện Bình Đại, tỉnh Tre. Cảm ơn các bạn ha. Các bạn nếu cảm thấy có hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và của anh Liệt nha, theo dõi ảnh liền liền nha. Giới thiệu kênh của mình luôn đi chứ. Còn mình nữa, mình Quỳnh Phước Lộc Bến Tre, cả nếu các bạn vô YouTube bấm Quỳnh Phước Lộc Bến Tre là có nổi mình lên thôi. Chào. Rồi, cảm ơn Lộc đã tới hỗ trợ anh em nha. Cái đoạn đường của anh em đang kéo cáp ha. Dạ, chào Lộc nha. Rồi.